Giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư với quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, bề rộng nền đường 17m. Giai đoạn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường vận tốc thiết kế 100-120 km/h với 6 làn xe. Theo đánh giá, việc đưa vào khai thác đồng bộ tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây sẽ rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết từ 5-6 tiếng như hiện nay xuống chỉ còn 2,5-3 tiếng.